Chào bạn Nhi, mẹ Nhím nha. Mẹ Nhím hôm nay ở đây, xin chào bạn này. Hôm nay là nhà mình đi bắt cua này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đây là cái xô này. Đấy, cái xô nó cao như thế này này. Và mình bắt được một xô đây. Đấy, cua đấy các bạn ạ. Cua đây là cua vùng núi đấy. Đấy. Bạn Bin có thích ăn cua không con? Ăn cua, ăn cua. Chị Bảo An thích ăn cua không? Không á. Đấy.